Dịch COVID-19 hiện đã thuyên giảm, thế nhưng bên cạnh đó thì sốt xuất huyết lại bùng phát nhanh. Tới nay thì Hà Nội đã ghi nhận 137 ca mắc. Sở Y tế thành phố Hà Nội đánh giá hai ổ dịch sốt xuất huyết có nguy cơ gia tăng nhanh là tại xã Khánh Hà, huyện Thường Tín và xã Thanh Thủy, huyện Thành Oai. Các ca cá mắc sốt xuất huyết xuất hiện nhiều trong khu nội thành, khu đông dân cư nơi có hạ tầng cơ sở chưa phát triển. Để chủ động phòng chống dịch thì Hà Nội sẽ tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh, diệt bọ gậy tại các xã phường thị trấn và phun hóa chất ở các khu vực có nguy cơ cao, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát tại các khu vực có nhiều bệnh nhân, các ổ dịch kéo dài, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch